Wow. Ôi, có kẹo nè. Wow, có cái kẹo dù nè. Ôi, kẹo dù trong trái dâu nè. Ôi, hai trái dâu luôn. Wow. Wow, đã quá các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây bạn Biên con hái được mấy trái rồi. Wow, con hái nhiều dữ hả? Rồi, anh Lộc hái được bao nhiêu trái rồi? Mà con trái. Mà con trái hả? Con trái. Rồi đi tìm nữa nghe. Trời ơi, các bạn ơi, dâu quá trời luôn nè. Đây, đây đây nè, đâu, đâu. Wow, lượm được gì hả? Kẹo luôn. Rồi lượm được một bịch kẹo em hả? Rồi, cái dâu bự kìa. Wow, trái dâu bự quá các bạn ơi. Wow, kẹo nữa hả? Ui, ăn thử đi anh Lộc ơi, ăn thử coi. Ngọt quá hả? Ôi Bin, Bin cô hái nhiều chứ, cô hái được 2 bịch kẹo luôn hả? Rồi đi tiếp coi còn không nha. Ui kẹo nhiều quá hả? Rồi bỏ vô luôn đi. Wow, có gì mới rồi. Đâu? Wow nè, 2 trái nè. Trái đỏ, con hái trái đỏ nha. Trái đỏ nha. Yeah. Ừ. Qua wow, bên kia kìa. Wow, đó cái dâu. Hả nha. Thôi chứ dâu bự quá. Wow. Thôi trong đây nè biết, nè. Wow kìa. Wow, bự quá, nhiều quá. Thấy vô. Cái bự đó. Ừ. Bạn có sô cô la nè. Đâu? Wow. Sô cô la dâu kìa. Wow. Nó chiếu hả? Đâu. Wow, chứ bự dữ hả? Ừ. Wow. Biết. Wow. Ừ. Wow, rớt cái kẹo rồi. Rồi bên kia còn không? Chịu qua coi. Đây nhiều lắm nè các bạn ơi, bên đây quá trời luôn. Đâu. Mấy trái là đẹp quá trời luôn hả? Wow. Anh Lộc thấy trái bự quá các bạn ơi. Trái bự á, mình hái trái bự rồi. Đi kiếm cái con ống biến. Wow, đâu? Wow, trái bự dữ hả? Cho trái ăn đi. Thèm quá. Để các bạn ơi ăn thử trái dâu nha. Ngon không? Trái dâu ngộ quá nè. Ôi trái dâu bự quá. Ê, hai trái dâu nè, đã rồi chưa? Núp hả mày? Núp hả mày? Đâu. Thấy gì rồi? Ô, bự dữ ạ. Chà bá luôn hả? Rồi trái đó màu xanh mà. Trời, con hái trái màu xanh luôn hả? Con đừng hái trái màu xanh nha. Con hái trái bự bự á. Wow, hai trái dâu này bị hư rồi. Tụi bạn ơi, dâu nha. Wow, một trái dâu bự nữa. Ừ. Đâu, con Bin bự không? Bin bự lắm hả? Ôi trái đó hư rồi. Ừ, hết được rồi. Nè. Đây. Đây, một trái bự nữa nè các bạn ơi. Rồi Bin con hái được nữa không? Con hái nhiều luôn rồi hả? Trái dâu đẹp quá nè. Đỏ tươi luôn. Trái dâu đỏ tươi luôn. Nhưng mà bị lỗ rồi. Hái con đi nó ngọt lắm á. Hái ăn luôn. Thôi Bin ơi chạy lên đây, trái bự lắm nè. Đó, kìa. Wow. Rồi. Rồi còn một trái nữa nè. Còn nữa không? Rồi đi kiếm được coi còn trái bự không. Đây. Rồi trái chín rồi nè. Wow, một trái này chín nè. Vỡ hư rồi hả? Hư rồi. Wow, anh Lộc cái trái bự rồi nè. Wow, bự quá. Trời ơi, một rổ bự luôn nè. Mẹ bạn Bin hái quá trời luôn. Wow, quá trời luôn hả? Rồi chạy xuống hái đi. Wow, trái bự không? Trái bự không? Trái bự mới hái nha. Đâu đâu đâu? Ôi, đây trái bự nè. Đâu đâu? Đâu cùi bự quá hả? Bay quá. Ý da. Rồi bay quá, bự quá kìa. Rồi hái vô. Rồi bự té luôn rồi. Rồi còn nó không? Đây đây cái kia kia kia. Nó chứ bự đó. Để cho nó hư rồi. Đây đây nè, chứ bự nè. Trái bự nè. Đâu? Wow, ở đây nữa nè. Ôi dâu quá trời luôn các bạn ơi. Đâu? Trời ơi, hai trái sống luôn hả? Mà chứ đó nhỏ lắm con, nhỏ lắm. Wow, trời chứ bự khổng lồ này biết ơi. Đây nè, nè hai bự khổng lồ nè. Nè, hái vô. Wow, đâu có hái được nhiêu rồi. Rồi, bằng pin hái được nguyên rổ luôn rồi hả? À, nguyên rổ luôn rồi nè. Nhiều quá. Anh Lộc nguyên rổ luôn nè các bạn ơi. Wow, quá nhiều luôn rồi. Đủ chưa đi lên không? Chưa hả? Cầm kẹo đi. Hư rồi. Đi nhiều luôn rồi hả? Rồi lượm kẹo vô nè. Nhiều luôn rồi hả? Wow, quá trời dâu luôn các bạn ơi. Wow, trời cái này chín rồi nè, ngon quá. Wow, ngon quá các bạn ơi, ăn thử nha. Hả? Chín chưa? Ngọt quá. Wow, cho trái bự nhất đi. Đây, các bạn bằng pin hái trái bự nhất luôn nè, ăn thử đi. Ngọt lắm. Ngọt lắm. Hư rồi. Trái bự bên kia luôn kìa hả? Quả các bạn ơi, anh Bin với bạn Anh Lộc hái dâu xong rồi này. Quả có kẹo hả? Rồi gỡ kẹo ra thử nha. Kẹo ngon quá, siêu la. Kẹo sô cô la gì vậy? Kit Kat hả? Ngon quá. Quả có kẹo em nữa kìa. Rồi gỡ, ăn thử này xong kia. Rồi ăn thử Kit Kat nha. Kit Kat là kẹo gì vậy? Băng viên. Sô cô la hả? Này ngon, ngồi đó. Wow, ngon quá các bạn ơi. Ngon dữ không? Ngon dữ hả? Đi xé xong chưa? Thử miếng đi. Đây các bạn ơi, đây kẹo sô cô la Kit Kat này nha. Wow, nguyên cây bự luôn. Ở bên trong đó là cớm, ngon quá à, ngon quá. Em thấy dâu quá trời rồi. Ôi, coi hai rửa dâu của Anh Lộc với thằng Bin nè. Con thấy dâu xanh lè. Của thằng Bin thấy dâu không bự rồi, Anh Lộc rồi. Anh Lộc thấy bự hơn nè. Ngon quá, ngon quá. Rồi mở thử kẹo em nha. Kẹo em nè các bạn ơi. Kẹo em trong này dâu. Mà thử nè. Mọi quả trời màu luôn. Đổ ra tay đi Anh Lộc ơi. Thử con gì màu vàng, đủ màu ha. Nè, đủ màu, anh thử bốn màu. Wow, ngon quá này các bạn ơi. Đây, kẹo M&M sô-cô-la. Wow. Các bạn béo quá. Béo này là béo. Rồi các bạn như vậy, bạn Lập với bạn Vin đi hái dâu, hái kẹo đó là hết nha. Các bạn clip sau nha. Bye bye.